Thưa quý vị, trong những ngày này, mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi nơi mà người dân đi qua đều có hình ảnh người lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay là ngày cuối cùng các tầng lớp nhân dân sẽ kính viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang ngày thứ hai và sẽ là ngày cuối cùng. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 13 giờ chiều cùng ngày, sau đó là lễ truy điệu, lễ an táng. Đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đã tới từ rất sớm, có mặt trước hội trường Thống Nhất, trật tự xếp hàng để đợi vào thắp nén nhang tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội trường Thống Nhất 6 giờ sáng nay, 26 tháng 7, từng dòng người xếp hàng ngay ngắn để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù sáng nay, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có đôi lúc đổ mưa, nhưng không thể nào cản bước người dân tới hội trường Thống Nhất. Tất cả đều mặc chung một màu áo đen như cách để bày tỏ lòng thành kính tới vị lãnh đạo đức độ, mẫu mực của nhân dân. Rất là xúc động khi biết được bác mất. Hôm nay là cái ngày cuối cùng an táng bác. Không có ngại gì đường xá xa xôi hết. Bác cũng đã làm theo cái gương của bác Hồ và cái đời sống của bác, thì bác cũng đã chọn cuộc đời của mình để mà cống hiến cho cái sự nghiệp của đất nước. Tôi được biết là đến cái hơi thở cuối cùng, bác vẫn nghĩ và thương cái người dân Việt Nam. Bác đã làm việc đến cái giờ phút cuối cùng của bác. Bác cũng đã rất là quan tâm đến cái đời sống của người dân. Dấy lên trong tôi một cái niềm cảm xúc, niềm tôn kính, tôn trọng bác rất là nhiều. Trước đó, tối 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết do số lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường Thống Nhất rất đông, nên thành phố quyết định giờ viếng đến 23 giờ thay vì đến 22 giờ như thông báo trước đó. Việc này nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất.